Dạ, xin chào tất cả các anh cần thủ ạ. Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em. Video này là video thứ hai trong ngày, ngày 17 tháng 10 và video số 312 nha. Video này sẽ có một lô máy câu Nhật Bản mới về luôn các anh nhé. Và hôm nay là sẽ có size từ 2000 cho đến tặng là 8000 nha, size 2000. Những cái này thì cho các anh câu đơn ngâm lăn xê. Có những con máy size to thì các anh câu được lăn xê và câu ba tiêu đều được, những con máy size 4-5000 đánh ba tiêu được nhé. Câu bạo lực, và bên trên là sẽ có những dòng có thắng ABS. Hôm nay có con Shimano Aleph 4000, Alivio 6000. Một con thì cho các anh đánh lua được, lua lóc, lua chẹm, hoặc là các anh đánh lục đầu cằn. Còn hai con còn lại thì các anh đánh lục xa bờ được nhá. Đánh lục xa bờ được còn hai con kia, một con 6000, một con 8000. Và những dòng hôm nay là sẽ có chất liệu carbon, bản China, Korea và nội địa Nhật Bản đều có nhá. Em anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692, một số duy nhất các anh nhé, số điện thoại và Zalo. Và anh nào đặt trên giá bên em báo chưa bao gồm phí ship mỗi máy là 30k. Anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho các anh, hoặc một sản phẩm chuyển khoản thanh toán sẽ bao ship các anh nhé. Rồi, em xin phép lên nhanh con máy đầu tiên ạ. Đây, con này là bản China xuất Nhật các anh nhé. Con này là Sunspin 2000, size thực của máy là gần 2000 cho mình. Bản China nhé, cối là hợp kim ạ, cối hợp kim dạng inox nè. Đây, bên trên đấm keo, bô bin sóng. Cài cước đây, tốt nè. Lăn cước cũng ok nhé, cũng còn ok. Các anh về các anh đánh bóng lại phần này là được nhé. Tay quay thì đổi trái phải đều được. Con này thích hợp cho các anh câu đơn, câu ngầm. Đơn ngầm nhé, đơn ngầm. Này, một chiều chốt chặn nè. Các anh lấy size 2000 thì các anh câu bè cũng được nhé. Máy đứng cho mình. Size này size gần 2000 cho mình ạ. Cối hợp kim nhé, toàn thân là carbon, mã số 1 giá 180k, mã số 1 giá 180 nhé, đây. Mã số 2 ạ, là một con Okuma nhé, Okuma bản China xuất Nhật luôn. Đây. Mô bin là mô bin sóng này, nó ghim cái rất là chắc, ghim cái rất là cực kỳ chắc luôn các nhé. Đây, rất là chắc ở đây, rất nặng. Và con này là Okuma, size được là 2000. Sai được 2000, số cước số 3 vào được 100 nhá. Vòng tua của nó là 5 chấm ạ. Vòng tua 5 chấm. Toàn thân là carbon nhá. Đặt cước đây. Tốt nè. Lăn cước thì sáng rồi. Tay quay đổi trái phải đều được ạ. Và một chiều chốt chặn đây. Sai máy sai nhỏ sai 2000 ra nhá. Sai 2000. Sai 2 chiều này. Những dòng này thì các anh đi đánh cọc tôm cũng được. Câu cá nhỏ nha, mã số 2 giá 180k, mã số 2 giá 180, tầm là câu 1kg độ lại được nha. Mã số 3 là một con Fancy Spin, bản China xuất Nhật luôn. Và mô bin là mô bin sống rồi, bên trên nó đẹp, sáng nha. Đấm keo nè, mô bin sống, cối dạng cối nhựa cối mụ ạ. Số cước của nó số 3 vào được 150, 4 là 100 mét nha. Và size thực của nó là 3000. Bạn China xuất Nhật. Bên đây nó mắc ốp thôi. Mắc ốp ngoại hình nha. Ở đây có con ốc rồi. Nó vặn cái dây lại được. Các anh quặn ra tháo ra. Các anh đổi tay là ok nha. Đặt cước tốt nè. Đặt cước sáng bóng. Tay quay đổi trái phải đều được. Và một chiều chốt chặn đây. Con này thì có một nhược điểm là nó bị xào con bi thôi. Xào bi bên trong thôi nhá. Nó quay rất là mượt và nó bị xào bi thôi. Đây. Nó có tiếng xào bi ra nha. Mã số của nó mã số 3 giá là 190k. Mã số 3 giá 190, vòng tua là 5.2. Tiếp theo ạ, một con size tầm là 2000, gần 2000 nha. Con này là Jupiter. Jupiter 1000, số cước số 2 135, số 3 là 115 mét nha. Con này size của nó size tầm gần là 2000 cho mình. Đây, size tầm 2000 rồi nha. Và mô bin sóng này, cối là cối như dạng cối nhựa cối mũ bên trên nha. Đây. Đầy đủ. Bản China xuất Nhật, ngoại hình thì cũng còn sáng. Gạt cước đây. Tốt nha. Lăn cước nè. Cái màu nó đi theo năm tháng thôi. Nói chung nó còn mượt. Tay quay thì đổi trái phải đều được. Và một chiều chốt chặn đây. Đây, tay quay thì nó có thêm dầu vào là nó hết keo nha. Hai chiều. Con này thì chạy bon bi rin nha. Chạy bon bi rin. Ngoại hình thì có kim tím nước sơn. Mã số 4 giá 180k. Mã số 4 giá 180k. Jupiter. Mã số 5 là một con S-Layer nhé, S-Layer, bản China xuất Nhật. Con này ngoại hình cũng còn sáng nè, có vài điểm chóc nước sơn tí. Cối là hợp kim nhé, cối hợp kim cho mình. Đây, vòng tua của nó là 5 chấm, số cước số 3 vào được 150.
Size thực của máy là size 3000. Màu pin sóng. Bên trên nè, đấm keo. Ngoại hình thì tất cả còn sáng. Đây, đây, cước tốt, lăn cước sáng. Ngoại trừ những phần này thôi nhé, những phần ốp nhựa. Những phần ốp nhựa nó bị chóc nước sơn nhé. Và tay quay đổi trái phải đều được cả. Một chiều chốt chặn đây. Thân là carbon nhé. Cối là hợp kim. Size thực là 3000. Quay rất mượt ra nhé. Con này bạn China xuất Nhật, mã số 5 giá 200k. Mã số 5 giá 200. Mã số 6 ạ. Đây, Vita 1000EX và size máy là size gần 3000 nha. Đây. Số cước của nó số 3 là 160m, số 4 là vào được 120m ạ. Con này size trên 3 tầm 3000 nha, tầm 3000. Cối là hợp kim, toàn thân là carbon. Thuộc bản China xuất Nhật luôn nha. Cũng bản đời tốt nè. Cối là cối hợp kim rồi, rất dày. Đây. Ở trên nè, sáng. Cài cước đây. Nhảy ạ. Lăn cước sáng nè. Tay quay thì độ trái phải đều được. Size máy size 3000. Một chiều chốt chặn đây. Hai chiều đây. Quay nhẹ ra nha. Quay nhẹ. Mã số là mã số 6 giá là 200k. Mã số 6 giá 200 có vài điểm chày nha. Chày nước sơn nè. Mã số 7 ạ. Là một con hải quản siêu xa DF30D, dòng long cách, ra dây nhanh nha. Size của máy là size 1000 ạ. Size 1000 thích hợp cho các anh câu cá nhỏ và câu hê chi nha. Bản Kodia xuất Nhật, cối hợp cối dạng nó pha này, pha cho mình. Đây. Vòng tua là 4.3 ạ. Số cước 1.5, 1.8, 2 là 101, 3 là 75m ạ. Đây cước đây. Rất nhạy. Đang cước sáng nè. Tay quay trái phải đều được. Tay quay đôi nhé. Đặc biệt tay quay đôi. Hai chiều đây. Và máy này mã số 7 giá là 220k. Mã số 7 giá 220 ạ. Tiếp theo các anh nhé. Là một con Ramapher BU6400 nè. Chạy 2 bạch đạn nha. Con này size thực của máy là size 2000. Ghi 6400 nhưng mà size máy size 2000 thôi nha. Size 2000. Vòng tua của nó là 5.2. Số cước số 2 là vào được 150m. Số 3 vào được 100 nha. Đây, toàn thân là carbon. Con này bạn đời tốt cho mình. Một miếng sống nè. Đây, bên trên. Có ốp miếng kim loại nhẹ nhỏ. Gạt cước đây. Lăn cước sáng nè. Đây. Mình về đánh bóng lại phần này nhé. Nó dính đặc tí. Và tay quay thì độ trái phải đều được ạ. Con nấm đuôi chuột nhé. Con máy đuôi chuột con nè. Quay rất đã. Quay rất nhẹ ra nha. Máy quay thì lúc đề ba nó hơi nặng một xíu nha. Lúc quay thì có chớn nè. Quay có chớn. Các anh về các anh bảo dưỡng lại giúp em. Máy thì quay không xào không lắc rồi nha. Quay không một tiếng xào luôn. Đây. Và máy này mã số 8 giá là 150k. Mã số 8 giá 150. Mã số 9. Là một con Shimano Titanos SS2000. Carbon titanium nè, size thực của máy là size 2000 và toàn thân là carbon. Một viên sóng nè. Gạt cước đây. Rất nhạy, lăn cước sáng, tay quay đổi trái phải đều được, bản Japan nha, hàng nội địa Nhật, made in Japan. Và tay quay cái đổi trái phải đều được ạ. Tay quay của nó là kim loại nha, tay quay kim loại. Đây. Tất cả ok nha. Số cước của nó là số 3 150, số 4 là vào được 110 ạ. Size của máy size 2000 nhé. Size thực 2000. Số cước nó đựng lớn nè. Lô cước nó to. Mã số của máy mã số 9 giá 230. Mã số 9 giá 230k. Mã số 10 là một con size 5000. Con này của hãng Suzumi nhé. Suzumi SF 500X ạ. Con này là Long Scott. Nó chạy Bombardier nhé. Và số cước số 4 200. Số 5 150. Số 6 là 100. Và toàn thân là carbon, vòng tua của nó là 3.7. Một bên sóng này. Bạn Kodia xuất Nhật nha. Size của máy là size 5000, size to, các anh đánh lục đầu cần được. Cạc cứu đây, tốt ạ. À. Tay lăn cước sáng đẹp nè, lục đầu cần, bạc bãi biển cũng được nha. Đây. Ở đây cước nó to, nó vào cái thước cước to, nó chặn vào cái lô vắn cước nó kêu tiếng thôi. Con này máy này nó quay không một tiếng xào luôn nha.
Đây. Nó quay không một tiếng xào luôn. Đây là hoạt động cơ của máy, cái tiếng nha, âm thanh của nó. Mã số máy là mã số 10, giá là 207 ạ. Ngoại hình ra còn còn đẹp, em mời các anh xem. Còn rất đẹp luôn. Mã số 10 giá 270k nha. Tay quay kim loại. Rất đẹp nha. Mã 11 ạ. Là một con lông cắt A1300 Graphite. Con này hạng Daiwa, bản Thái Lan xuất Nhật nha. Thuộc Thái Lan. Và mô pin sống. Số cước số 2 200, 3 là 150, 4 là 100. Size thực của máy là size 3000 nha. Cối là carbon luôn, size 3000, mô pin sống. Kẹt cước đây. Nhảy. Lăng cước sáng bóng. Tay quay thì độ trái phải đều được. Bản Thái Lan nhé, con này. Đây. Một chiếc chốt chặn đây. Và con này toàn thân là carbon. Tay quay là kim loại ạ, tay quay kim loại. Nói chung cũng ok, tay quay trái phải được nhá. Mã số là mã 11, giá là 290k, size thực là 3000. Mã 11 giá 290. Anh nào tập câu nhé, lùng loại máy này là ok rồi. Tập câu đơn ngâm lăn xe dạng đó. Đơn ngâm lăn xe. Con tiếp theo là một con DOB GX200, hàng nội địa Nhật, Mizaba nhá. Bên đây nó mắc cái tem nhỏ thôi. Toàn thân là hợp kim nguyên khối ạ. À. Cối là cối carbon. Mô pin là mô pin sống. Số cước số 2 209, 3 là 200m, 4 là vào được 130, mô pin sống này. Size thực của máy là size 3000 đến 3000, tầm 3500 nhá, 3500 4000 cho mình. Tầm đó 3500. Cái cước đây. Tốt này. Đăng cước màu nâu bóng ạ. À. Tay quay thì đổi trái phải đều được, một chiều chốt chặn đây. Nó có sẵn tay bên phải ra nhá. Nói chung đổi tay dễ thôi, các anh chị cần lấy tu vít các anh quặng ra là được. Quặng bên kia nè, con ốc này nè, lấy con ốc này ra là đổi tay được liền nhá. Máy quay rất nhẹ luôn và câu bạo lực cho mình. Đây. Size 3500 nhá, mã số là mã 12, giá là 250k. Mã 12 giá 250. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại có ghim trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692 ạ. Tiếp theo là một con IS nhá, IS2000B. Hàng nội địa Nhật, made in Japan. Mô pin sống nè. Số cước số 3 là 200m, số 4 là 130. Và size máy cũng vậy luôn, 3500, tương tự con kia luôn nhá. Đây. Tương tự cả hai. Hai dòng khác nhau thôi. Mô pin sống, gạt cước đây. Cũng còn khá ok nhá, lăng cước sáng nè. Bên mép này thì có gì gì xét cái vành này thôi, còn lăng cước bên trong chính giữa còn sáng đẹp. Tay quay độ trái phải đều được, một chiều chốt chặn đây. Các đổi qua bên trái đều được nhé. Đổi trái đều được. Đây. Đây. Con này quay thì cái cối nó cối dạng cối giữa carbon á. Nó thường nó có tiếng kêu nhé. Đây. Và mã số là mã 13. Giá con này là 230. Mã 13 giá 230k. Size thực là 3500 ạ. À. Mã 14 một con size 2000. Daiwa Spinder ST650DX. Hàng nội địa Nhật. Made in Japan. Toàn thân là hợp kim cối carbon. Số cước số 3 vào được 100 nhé. Đây. Mô pin sống nè. Nghiêm cá nè. Cả cước nhảy. Đang cước sáng. Tay quay đổi trái phải đều được ạ. À. Size máy là size 2000. Một chiều chốt chặn đây. Con này về các anh bảo dưỡng các anh thêm dầu bôi mỡ giúp em nhé. Con này nó quay nó. Đây. Đây. Nó là như vậy nhé. Mình về vệ sinh lại cái phần đó. Đây. Cái phần quay tới nè. Nó thiếu dầu bôi mỡ vô nhá, con máy còn rất là chắc chắn, cũng còn khá đẹp. Mã số là mã 14, giá là 220k. Mã 14 giá 220. Mã 15 là một con của bạn Bangladesh nhá, con này chạy bon bizin. Và con này size máy là size 1500-2000 nhá, tầm 2000 cho mình, nó dạng lùn, thuộc hãng Olympic ạ, Olympic Trino. Số cước của nó số 3 vào được 150, 4 là 100m, số 5 là vào được 80m nha. Số 5 vào được 80m, ở đây nó hơi bể tí, nó nứt ở tí cái phần này. Các anh diện cái chích kêu gia cố lại cái nấm được nha. Đây. Và con này tay quay đổi trái phải đều được ạ. Toàn thân là carbon, tay quay kim loại. Con này quay rất mượt. Đây, quay rất mượt. Mã số máy là mã 15, giá là 220k. Mã 15 giá 220. Mã số 16 là một con Daiwa Long Spinter ST700B, hàng bản Thái Lan nhé, Thái Lan xuất Nhật.
Size thực của máy là size 1000, một pin sóng này. Đẹp cứu đây, nhảy. Size 1000 nhá. Xuất cước số 3 vào được 100 ạ. Đây, 1 triệu chốt chặn đây. Con này con đai qua, máy đai qua. Đây. Bản Thái Lan nhá. Mã số máy là mã 16, giá là 250k. Mã 16 ạ, giá 250. Mã 17 là một con Daiwa Spinter ST700N luôn, size cũng vậy, size 1000 nhá. Số cước số 3 100, số 4 là 70. Đây. So với Shimano là nó 1000 nhá. Con này bản Thái Lan xuất Nhật luôn ạ, toàn thân là carbon, tay quay kim loại, mô bin sóng. Cạc cứu đây, tốt rồi. Đang cước sáng, canh đánh cá nhỏ và canh câu bè, ngồi bè. Ngồi bè câu được nhá, câu máy đứng, bè Heichi Ikada. Này, dùng cái dòng này là câu rất tốt nhá. Nhỏ nhắn xinh xắn đây. Và con này mã số 17 giá là 300k. Mã 17 giá 300 cho con này. Còn sáng, ngoại hình còn sáng. Hoạt động còn mượt. Mã 18 làm Shimano Holiday Spin 2000, size máy 2000 ạ. Xuất cước số 3 100m, số 4 là 70. Con này bạn Malaysia xuất Nhật. Ngoại hình có chạy xước các anh nhá, có chạy mấy chỗ này. Nói chung con máy thì nó hoạt động còn rất tốt. Đây, mô bin sóng. Cạc cước đây thì rất nhạy, lăn cước sáng bóng. Tay quay độ trái phải đều được. Một chiều rút chặn đây. Này, không quan trọng nhau, ngoại hình thì lấy con này nó hoạt động rất là tốt ạ. Hai chiều đây. Hoạt động còn tốt ra nha. Rất mượt. Mã số là mã số 18, giá là 260k. Mã 18 giá 260 ạ. Mã số 19 là cũng vậy nha, Shimano Holiday Spin luôn. Và số cước số 3 là 100, số 4 là 70. Một bình sóng này, ngoại hình con này ít chạy hơn con kia nha. Bạn Malaysia xuất Nhật chạy bon Beijing. Size 2000 ạ. Đây, đạt cứu đây. Tốt nè, lăn cước sáng đẹp. Tay quay đổi trái phải đều được ạ. Một chiều chút chặn đây. Con này sáng hơn con kia nha. Và quay cũng vậy luôn. Hai chiều đây. Size máy là size 2000, mã số 19, giá là 300k. Mã 19 giá 300 ạ. Mã 20 là một con đuôi chuột size nhỏ. Đây, size 1500. Đây, rất là nhiều chữ. Con này là thuộc hãng Shimano và Biomaster GTR1500X, chạy 3 bạch đạn ạ. Hàng nội địa Nhật mới Japan. Ở đây mắc cái ốp thôi cả nhé, mắc ốp này. Ở đây còn có ốp gen quặng quay tay. À, cứng tay và đổi tay trái phải đều được nhá. Đây, chạy 3 bạch đạn. Máy đuôi chuột, size nhỏ, size 1500. Ô bin sóng nè. Lưỡi gà vẫn còn đầy đủ, cối hợp kim. Ra cước đây. Nhảy nè. Lăn cước sáng, đẹp, màu đen nhá. Tay quay đổi trái phải đều được, một chiều chốt chặn đây. Tay quay là kim loại ạ. Cối kim loại, cối hợp kim, tay quay kim loại, tay quay tay cầm đấm gọt. Hai chiều đây. Con máy này thì các anh về các anh thêm dầu vào nha. Thì nó còn mượt nó và nghe tiếng nó đã hơn nha. Mã số máy là mã 20, giá là 320k. Mã 20 giá 320 ạ. Size 1500. Mã 21 là một con Shimano Titanos Navi nha. Con này tên Navi GT3000. Size máy size 3000. Đây. Cối là cối carbon nha. Toàn thân carbon. Tay quay kim loại. Bên trên núm keo này, đầy đủ nè. Có dấu ngặt này. Có điểm ngắt nha. Gạt cước đây. Tốt ạ. Lăn cước sáng nè, đẹp. Tay quay độ trái phải đều được. Hàng nội địa Nhật nhá, Made in Japan. Một chiều chút chặn đây ạ. Này, quay rất mượt ạ. Hai chiều đây. Size máy là size 3000 nhá. Quay rất mượt con này. Và mã số máy là mã 21, giá là 330k. Mã 21 giá 330, Navi nhá, Shimano Navi. Mã 22 là một con Ryobi GX1B, vòng tua là 3.8 ạ. Toàn thân là hợp kim nhá, cối là cối carbon nè. Xuất cước số 4 là 210, số 5 170. Tay quay đổi trái phải đều được, hàng nội địa Nhật, size máy là size 4000. Size 4000 nhá, hạng Ryobi. Đặt cước nè.
tốt nè, lăng cước sáng nha, đẹp, lăng cước đây, tay quay đổi trái phải đều được, 1 triệu chốt chặn đây ạ. Tay quay các anh có quyền đổi trái phải được nha, bạn nào không biết đổi thì các anh cứ báo em một tiếng em sẽ đổi qua giúp các anh nha. Đây, máy quay mượt mã số 22 giá là 250k, mã 22 giá 250. Mã 23, một bạn Kodia xuất Nhật. Con này là X-King MX MS40. Số cước số 4 108, số 5 130, số 6 là 100m. Size máy là size 4000 nha. 4 đến 5000, một viên 6. Cạc cước đây, đắt nhảy. Đăng cước sáng đẹp nè. Tay quay độ trái phải đều được ạ. Size 5000 nha. 2 triệu đây. Quay mực mà. Đây. Rất đẹp, máy còn đẹp còn mượt, cũng còn chắc chắn nha. Mã số 23 giá là 230k, mã 23 giá 230, vòng tua là 4.2 ạ. Mã 24 là một con Daiwa Spinner ST850DX, hàng nội địa Nhật nha. Cối là cối carbon, một viên sóng, size thực của máy là size 4 đến 5.000. Số cước số 4 150, số 5 120, số 6 là vào được 100m. Cạc cước đây, nhảy ra. Lăng cước to sáng, bên đây có gì xét không ảnh hưởng lăng cước nha. Và tay quay đổi trái phải đều được ạ. 1 triệu chốt chặn đây. Đây, quay mượt mà bạo lực nha. Máy mã số 24 giá là 350k, mã 24 giá 350, hàng nội địa Nhật Bản. Mã 25 ạ, là một con Mecha Spin GT1000 của hãng Shimano, hàng nội địa Nhật, Made in Japan. Và con máy này chỉ có một bên tay phải ca nhé. Size của máy là size 5000, một pin là một pin sống rồi. Đây, vòng tua của nó là 3.4 ạ. Số cước số 6 vào được 130, số 7 là vào được 110m. Tay quay một bên tay phải, size thực của máy là size 5000. 1 triệu chốt chặn đây. Quay rất nhẹ, nút bật đẹp, sáng. Màu bạc nhé, đây, màu trắng, đây, một bên tay phải các anh nhé, chỉ một bên tay phải. Mã số 25 giá là 220k, mã 25 giá 220, size 5000 nhé, size 5000, size to, đây, những con size 1000 nè. Nói chung là cái cối nó thân nó to, các anh nhìn ở bên ngoài thì các anh dễ thấy hơn nhé. Vào video thì em báo size cho các anh biết, dễ nhận diện ạ. Con tiếp theo một con Shimano MIGZ600. Và size máy cũng vậy, 5.000 nhá, size 5.000. Vòng tua là 3.4 ạ. Mô pin sóng nè. Hàng nội địa Nhật, Made in Japan. Gạt cước đây. Còn nhảy, lăng cước sáng đẹp. Tay quay đổi trái phải đều được ạ. 1 triệu chốt chặn đây. Shimano MIGZ nhá. Đây, 2 triệu đây. Quay mực mà. Mã số 26 giá là 320 ạ. Mã 26 giá 320k. Mã 27 ạ, là một con Daiwa Spinner ST1000DX ạ. Cối của nó là cối carbon nhé, bộ pin sống. Đây. Và con này là hàng nội địa Nhật Bản, size của máy là size 5 đến 6000 nhá, 5000 đến 6000. Gạt cước đây, tốt, lăng cước sáng đẹp. Tay quay thì đổi trái phải đều được ạ. 1 triệu chốt chặn đây. Toàn thân là hợp kim nguyên khối luôn nhé. Con này là máy nhôm. Đây. Quay mượt có chớm. Mã số 27 giá là 350k. Mã 27 giá 350, hàng nội địa Nhật ạ. Tiếp theo Daiwa Spinner ST850. Hàng nội địa Nhật luôn. Con này size của máy là size 4 đến 5.000. Size bằng con kia nhé. Bằng con màu bạc này. Mô pin sống ạ. Đây, gạt cước đây, lăng cước sáng đẹp, tay quay đổi trái phải đều được ạ. Và 1 triệu chốt chặn đây. Quay mượt mà ca nha. Size 4 đến 5.000, mã số 28 giá là 330, mã 28 giá 330k. Mã 29 ạ, là một con Daiwa Spotlight ST0, vòng tua là 3.8.
Toàn thân là hợp kim, cuối là cuối carbon, hàng nội địa Nhật nhá. Tay quay độ trái phải đều được. Số cước của nó là số 6 170, số 7 là vào được 140 nha. Size thực của máy là size 6000 ạ. Gạt cước đây, 6 đến 7000. Gạt cước chắc nhảy. Lăng cước này bị xét bên ngoài không ảnh hưởng gì cái lăng cứ ở trong này. Sáng đẹp nè. Còn đẹp nha. Tay quay độ trái phải đều được ạ. Một chiều chốt chặn đây. Con này các anh đánh lục được, đánh lục bạo lực được nha. Đánh bạo lực được, câu cá lớn được. Trên 10 đều được nha. Con này thì các anh lôi trên 10 kg đều được ạ. Mã số máy là mã 29, giá là 390k. Mã 29 giá 390, size 6 đến 7000. Mã 30. Đây, là một con Daiwa Long Casbun. Này. Con này là Anodiz nhá, con này là bản đời GS750M Pro Shooter. Hàng nội địa Nhật nhá, hàng nội địa Nhật. Toàn thân là carbon, cối hợp kim. Một viên sóng. Số cước số 3 là 150, số 4 là 100. Size máy là size 3000, hàng nội địa Nhật. Đây, đẹp, cứu đẹp. Một bình sóng nè, bên trên cái nấm keo. Lăng cước sáng đẹp. Tay quay đổi trái phải đều được. Một chiều chốt chặn đây. Quay bạo nhá, quay bạo. Con này chạy bạch trạng, chạy bom bi rin. Đây. Và mã số mà là mã 30, giá là 370k ạ. Mã 30 giá 370. Mã 31 là một bạn China xuất Nhật, con máy size to, size 6000. Con Sinfi 6000. Một pin là một pin sóng, cối hợp kim. Rất là dày. Có đục lỗ luôn. Một pin sóng. Bên trên núm keo nè. Đẹp cước đây. Cũng nhảy. Lăng cước sáng. Được nha. Tay quay thì độ chay trái phải đều được. Có những con ốc thì các anh bỏ vài đồng ra, các anh bỏ thay con khác giúp em nha. Size máy là size 6000 ạ. Tay quay độ trái phải đều được. Một chiều chốt chặn đây. Đánh cá to được ca nha. Đây size 6000. Đây. Ngồi xuồng câu biển được nha. Mã số 31 giá là 250k. Mã 31 giá 250. Mã 32 là một con Daiwa 3500 2B Dragon X nhá, chạy hai bạch đạn. Con này hàng nội địa Nhật. Đây, cối hợp kim dày luôn. Số cước số 5 150m, số 6 là 120, một bình sóng. Bên trên có nấm nè, nấm keo, có thông số ạ, thông số côn nè. Và gạt cước đây. Tốt ạ. Lăng cước sáng đẹp, tay quay đổi trái phải đều được. Size 5 đến 6000 ra nhá. 5 đến 6000, một chiều chốt chặn đây. Đây, cho các anh săn đánh mè nè, săn hàng, câu ngâm đơn ngâm lăng xe săn hàng được. Quay rất mượt. Quay rất mượt các anh nhé, cực kỳ mượt luôn. Và mã số là mã 32, giá là 550k. Mã 32 giá 500 nhé, thăng carbon, cối hợp kim. Tiếp theo mã 33, một con đoạn đời tốt cho mình. Con Shimano Elite 4000. Bản Malaysia xuất Nhật nhá, cối hợp kim, toàn thân là carbon, tay quay kim loại. Ngoại hình thì có sơ xước thôi, nhưng mà hoạt động còn ok. Một viên sóng nè. Nấm keo. Đặt cước đây. Chắc nhảy nè, lăng cước nhá. Lăng cước gì về các anh đánh bóng lại giúp em nhá, bên trong chính giữa của nó còn mượt, sáng bóng. Còn phần này phần dính bụi đất nè. Nói chung như phần này còn ok nè. Thắng carbon rất chắc chắn nha. Và một chiều chốt chặn có thắng ABS à. Size máy size 4000. Các anh đánh lưu lóc lưu chẹm, hoặc là các anh đánh lục đầu cần được nha. Đừng ngâm lăng xe. Đánh lăng xe. Bởi vì nó rất là đa dụng cho con này. Hai chiều đây. Và máy mã số 33 giá là 750k. Mã 33 giá 750. Size 4000 nha. Mã 34 ạ. Một con Alivio, Shimano Alivio 6000. Số cước số 5 vào được 200m, số 6 vào được 150. Cối hợp kim, dày, to. Bên trên đúng keo nè. Size 6000 các anh đánh lục xa bờ được luôn nha. Gần bờ thì thoải mái rồi. Này. Lăng cước sáng nè, sẵn dây luôn. Dây này đầy luôn, các anh săn hàng được luôn. Dây này dây to. Rồi, bạn Malaysia xuất Nhật, ngoại hình thì có sơ xước một ít.
tay quay thì đổi trái phải đều được nhá. Một chiều chốt chặn có thắng ABS à. Này, nó dừng nhanh này. Cái độ dơ nó không có nhá, độ dơ nó không có là thắng ABS trong rồi. Này, quay rất mượt. Hai chiều đây, còn tốt nhá. Máy xài còn bền cho mình. Đây. Con 4.000 kia với con 6.000 này các anh đi câu hồ dịch vụ ok luôn nhá. Mã số là mã 34, giá là 600k. Mã 34 giá 600. Và con cuối cùng à. Đây là một con size 8.000. Bản Đài Loan xuất Nhật nhá. Con này hạng Daiwa cũng dòng tốt à. Long Spinter ST 5000B chạy bạch đạn. Con này size của máy là size 8.000. Đây, số cước số 7 157. Số cước đây, số 7 là vào được 300m. Số 8 là vào được 250. Số 10 là vào được 200, số 12 vào được 170 nè. Ở trên phần này là vào số 8 150, số 10 120. Size thực máy size to, size trên 8.000 nha. Một bình sống. Cạc cước đây. Tốt nè. Lăng cước sáng nha. Sáng đẹp, tay quay đổi trái phải đều được. Ngoại hình có chạy xước một tí nhưng mà không sao. Con này đánh lục xa bờ thoải mái luôn nha. Đây. Hai chiều đây. Quay nhẹ quay mượt cho mình ra nha. Đánh bạo săn hàng lớn được. Mã số máy là mã 35, giá là 850k. Mã 35 giá 850 con này nha. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Ủng hộ em một like và một đăng ký, chia sẻ giúp em ạ. Đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo xảy ra nha. Nhớ bật thông báo các anh nha để đón mình săn những con máy cây cần. Mình săn đẹp để mua về sử dụng nha. Rồi em xin chúc các anh đi câu may mắn ạ. Xin chào tạm biệt các anh.